Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Siêu bão Yagi khả năng đổ bộ trực tiếp Quảng Ninh, Nam Định, mưa lớn kinh hoàng đến 500mm. Ghi nhận từ báo Người Lao Động, cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo về cường độ cũng như dự kiến vùng đổ bộ của siêu bão số 3, bão Yagi, khi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vào 14 giờ chiều nay, ngày mùng 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai với các bộ ngành địa phương để triển khai công tác ứng phó với siêu bão số 3, tên quốc tế bão Yagi. Theo bản tin khẩn cấp mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, tương đương 184-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Trong báo cáo phục vụ cuộc họp, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, siêu bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng gió mạnh cấp 10 khoảng 150 km, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định, bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho đến khi vào đến vùng ven biển phía đông đảo Hải Nam, sau đó bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, còn mạnh cấp 13-14 giật cấp 16, khi ảnh hưởng đất liền cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9 đến cấp 12 giật cấp 13-14. Cơ quan khí tượng nước ta cho biết, qua hiệp thương với cơ quan khí tượng Trung Quốc và thực hiện việc trao đổi nghiệp vụ với trung tâm dự báo bão của Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, sáng nay ngày 5 tháng 9, quan điểm thống nhất trong phiên trao đổi cho thấy, bão Yagi dự kiến sẽ có cường độ gió cuối cấp 12 ngay trước khi đổ bộ vào gần Việt Nam. Sau đó, tốc độ gió dự kiến sẽ giảm nhanh sau khi đổ bộ. Mặc dù tốc độ gió bão được dự báo sẽ giảm mạnh sau đổ bộ, nhưng hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn trên diện rộng, ngay cả khi tâm bão không đổ bộ vào Việt Nam. Dự báo bão số 3 sẽ duy trì cấp 16 giật trên cấp 17 cho đến khi di chuyển vào vùng biển phía đông của đảo Hải Nam. Dự báo vào khoảng đêm mùng 6 tháng 9, bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc đảo Hải Nam, di chuyển vào vịnh Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Khoảng chiều và đêm ngày mùng 7 tháng 9, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ. Từ chiều mùng 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, 14 và cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển khu vực ven biển Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, vùng gần tâm bão từ 10 đến 12 mét, biển động dữ dội. Từ đêm mùng 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 mét, sau tăng lên từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua từ 6 đến 8 mét. Từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao từ 2 đến 3 mét, sau tăng lên từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1,8 mét, Quảng Ninh từ 1,5 đến 1,8 mét, Hải Phòng và Thái Bình từ 1,2 đến 1,5 mét, Nam Định và Ninh Bình từ 0,8 đến 1,2 mét, Thanh Hóa từ 0,5 đến 1 mét. Trên đất liền, từ gần sáng mùng 7 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Dự báo ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện một số đợt lũ ngập lụt diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, các khu đô thị, đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Từ đêm mùng 6 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9, ở các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm, các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ phổ biến từ 100 đến 150 mm. Từ chiều mùng 7 tháng 9 đến hết ngày mùng 8 tháng 9, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Bão Yagi mạnh lên cấp 15. Bão Yagi đã mạnh lên cấp 15 với sức gió tối đa 183 km/h.
tăng 3 cấp so với chiều qua và khả năng đạt cấp 16, siêu bão, trong hôm nay mùng 5 tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão Yagi đang trên vùng biển Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 550 km. Bão theo hướng Tây, sau chếch lên Bắc một chút, tốc độ 10 km một giờ, đến 4 giờ ngày mai sẽ cách đảo Hải Nam khoảng 210 km, sức gió 184 đến 201 km một giờ, cấp siêu bão. Sau đó siêu bão tăng tốc 10 đến 15 km trên giờ, đi sượt qua bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, vào vịnh Bắc Bộ đêm 6 rạng sáng 7 tháng 9. Lúc này gió bão giảm còn cấp 13 đến 14, tức trong ngưỡng 134-166 km một giờ, giật cấp 17. Vẫn giữ hướng và tốc độ 10-15 km một giờ, bão sau đó đổ bộ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và đi sâu vào miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Đài khí tượng Nhật Bản cho biết gió bão đang là 180 km một giờ, chiều nay sẽ đạt cực đại 198 km một giờ. Đài Hồng Hồng đánh giá Yagi đang là siêu bão với sức gió 205 km trên giờ, chiều nay tăng lên 210 km một giờ. Đài Hải quân Mỹ thì cho rằng bão sẽ đạt sức gió 205 km trên giờ vào chiều nay trước khi qua bán đảo Lôi Châu. Về hướng đi, các đài quốc tế đều nhận định bão đi chết lên phía bắc về bán đảo Lôi Châu thay vì lách qua eo biển giữa bán đảo này với đảo Hải Nam như hôm qua. Như thế bão sẽ chịu ma sát với đất liền nhiều hơn. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định mối nguy hiểm của bão Yagi là tâm bão chưa vào, nhưng khi cách đất liền Việt Nam 400-500 km thì Bắc Bộ đã có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc sét. Khả năng đêm 6 tháng 9, bão vào vịnh Bắc Bộ nên từ rạng sáng 7 tháng 9 khu vực ven biển, đất liền có gió mạnh, mưa tăng rõ rệt. Cao điểm là từ chiều 7 đến sáng 8 tháng 9, thời gian bão đổ bộ, đất liền mưa to, gió rất mạnh. Do bão mạnh, khu vực chịu ảnh hưởng sẽ là Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong đó, trọng tâm gió mạnh, mưa to nhất là các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh, Ninh Bình. Trong 24 giờ tới, Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến 13, sóng biển cao 7 đến 9 m. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 10-12 m. Từ đêm 6 tháng 9, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17. Trên đất liền, từ khoảng đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm, gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Để ứng phó với bão Yagi, Thủ tướng ngày 3 tháng 9 đã ban hành công điện yêu cầu hầu hết tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động phương án ứng phó. Các địa phương ven biển như Hải Phòng, Quảng Ninh tối qua đã bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh. Hôm nay các tỉnh sẽ ban bố lệnh cấm biển. Kịch bản bão số 3 đổ bộ Quảng Ninh, Ninh Bình. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết dự báo từ nay đến khoảng chiều 6 tháng 9, cường độ bão số 3 có thể mạnh lên cấp 16, siêu bão, giật trên cấp 17, khi ở vùng biển khu vực phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc. Với cơn bão số 3, các trung tâm dự báo quốc tế đều đồng nhất về hướng di chuyển, còn cương độ cực đại của bão còn tương đối phân tán. Đài khí tượng Bắc Kinh, Hồng Kông, Trung Quốc nhận định cường độ bão có thể mạnh cấp 17. Nhật Bản dự báo cuối cấp 15, Việt Nam dự báo cấp 16, ông Lâm nói. Theo ông Lâm, cường độ bão số 3 sẽ suy yếu trước khi vào vịnh Bắc Bộ do ma sát khi đi qua khu vực đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão có khả năng tổ chức lại cấu trúc và có thể mạnh trở lại nhưng ít có khả năng tăng nhiều cấp do đi vào vùng biển kính và di chuyển nhanh. Khoảng 70-80% bão số 3 sẽ đi qua eo giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam rồi vào vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên vẫn có khả năng 20-30% bão sẽ đi lên bán đảo Lôi Châu và đi vào phía đất liền Trung Quốc, ông Lâm nói. Các tỉnh, thành từ Quảng Ninh, Ninh Bình trọng tâm mưa to, gió bão mạnh. Ông Lâm cho biết với dự báo hiện tại, thời điểm chiều tối ngày 4 tháng 9, khoảng từ đêm ngày 6 tháng 9, bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ. Từ rạng sáng đến trưa 7 tháng 9, tại khu vực ven biển và đất liền các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh. Cao điểm từ chiều 7 đến sáng ngày 8 tháng 9 là thời gian cao điểm có gió mạnh và mưa lớn ở đất liền. Xét về diện rộng toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp, gió cấp 6 trở lên, kèm theo mưa to. Trong đó trọng tâm là các tỉnh,
thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình khả năng có mưa to và gió bão mạnh nhất, ông Lâm nói. Dự báo khu vực ven biển các tỉnh này có khả năng có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 đến 13. Đây là mối nguy hiểm rất lớn. Bên cạnh đó, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập lụt đô thị và lũ quét, sạt lở đất. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.